Hương Lan xin phép được kính chào quý cha, tất cả quý quan khách cũng như tất cả những người bạn bè thân hữu của Đức Tiến và gia đình của Đức Tiến. Xin phép vài phút để Hương Lan kể lại những kỷ niệm của Hương Lan và Đức Tiến. Trong những lần chúng tôi gặp nhau, trong những cái show hoặc là những cái buổi tiệc tùng ở tại Cali, thì trước đó thì Đức Tiến gọi Hương Lan là chị Hương Lan. Nhưng mà sau đó, một thời gian ngắn, trong thời gian mà ba của cháu Piken qua đời, thì lúc đó chúng tôi lại có thời gian gần gũi nhau hơn, nhiều hơn. Tại vì Đức Tiến là người đã lo từ trong ngoài và lo suốt từ ngày đầu đến ngày cuối để lo cho ba của cháu. Và vì sự thân thiện đó giữa Piken và Đức Tiến, hai anh em rất thân nhau. Và Đức Tiến một ngày đầu đó tự nhiên gặp tôi và kính trọng và gọi kêu bằng cô, xưng con. Tôi rất là ngạc nhiên, nhưng mà một vài phút thôi thì tôi thấy cái điều đó cũng đúng. Vì trước tiên, Đức Tiến cũng là một người trẻ, trẻ hơn con tôi nhiều. Và trong ngay lúc đó thì lại là bạn thân của Piken. Và Piken là con nuôi của tôi. Cho nên cái chuyện mà thay đổi xưng hô thì tôi thấy cũng rất là đúng. Và từ đó chúng tôi có một cái mối thân tình. Tôi về Đức Kiến cũng đã làm chung, làm quảng cáo với nhau cho Sinly Food. Thì đó là hai cô cháu đã làm mấy chương trình để đi làm những món ăn để quảng cáo cho bún. Thì rất thân và rất gần gũi nhau. Và cái ngày cuối cùng thì chúng tôi gặp nhau tại Rạp Sài Gòn trước đó một tuần. Thì cái hôm mà tới nhà Đức Tiến để mà nấu món bún riêu, để mà quảng cáo bún, thì Đức Tiến có bộ tô rất là đẹp. Thì nó cho cái này đẹp quá Tiến ơi. Tiến nói là con sẽ order dùm cho cô cái này, tại vì cái này con order trên mạng. Nhưng mà sau đó trong mấy năm nay chúng tôi không có thời gian. Và cái hôm cuối cùng gặp nhau thì Đức Tiến nói tôi, cô ơi con nợ cô rồi. Tại vì cái tô đó bây giờ nó không có làm nữa, nó không bán nữa. Con sẽ tìm cho cô một cái bộ tô khác, nó giống như vậy cho cô thích. Con nợ cô nghe. Đức Tiến còn ôm chụp hình với Hương Lan. Đức Tiến cong cái người xuống. Hương Lan mới hỏi, con cong người chi vậy, con cứ thẳng đi. Nó nói, tại vì con cao quá, nhìn thấy cô thấy thương, nó không sao đâu con. Và hai cô cháu đã chụp nhau một tấm ảnh cuối cùng ở tại Rạp Sài Gòn. Thật là bất ngờ khi tôi được nhắn tin đưa tấm hình của Đức Tiến. Tôi bảo gì vậy? Cái gì vậy? Tôi không thể nào tôi tưởng tượng được. Thật là bất ngờ. Tôi ngỡ ngàng khi tôi nhìn tấm hình đó. Em Leon là người đã gửi tấm hình đó cho tôi. Vào lúc 11 giờ mấy đêm tôi đang ngồi coi tivi, gửi tấm hình tới tôi không hiểu là cái gì nữa. Tôi nhắn tin lại, tôi hỏi cái gì vậy? Nó nói, chị ơi, Đức Tiến mất rồi. Không có diễn đạt được cái sự đau buồn của gia đình tôi. Và cá nhân tôi nghĩ tôi vẫn không tin đó là sự thật, và tôi cũng cầu nguyện đó không phải là sự thật. Nhưng mà thôi, bây giờ người đi cũng đã đi rồi. Đức Tiến đã được Chúa đón rước, và tất cả những người thân và thương yêu Tiến đã đưa Tiến đến ngày cuối cùng. Bây giờ chỉ còn lại có Phương và cháu. Thì tôi nghĩ mình nên đặt tình thương nhiều hơn nữa cho Bình Phương và con gái của Đức Tiến. Mấy ngày nay tôi gặp những cái tin tức tôi không dám nhìn, tại vì sáng tôi mở mắt ra tôi nhìn điện thoại là tôi khóc. Nước mắt tự nhiên nó chảy ra, chứ tôi không có diễn tả được là cái đó là cái điều gì. Nhưng mà đó là tình thương của tôi cho Đức Tiến. Có nhiều cái dư luận nó xảy ra, nói tới, nói lui. Cái điều đó không hay. Tôi nghĩ rằng bây giờ người đi đã đi rồi. Những cái sự buồn phiền hay những cái sự gì không hay và không vừa lòng ở Đức Tiến, thì bây giờ nghĩa tử là nghĩa tận. Mình nên nghĩ một người ra đi.
mình nên đặt một chút tình thương, và bây giờ nên thương xót cho người ở lại. Cầu xin đừng cho tai tiếng gì, đừng cho cái lời nói ra nói vô gì nữa. Tôi cầu mong như vậy và cầu xin như vậy để cho em được ra đi thanh thản. Và tôi thương chúc cho Đức Tiến cháu được sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Amen. Cháu Bi Ken nói là thôi mẹ thay lời mẹ nói, tại vì con không có nói được. Bi Ken là một cái người gần như là ngày nào cũng gặp Đức Tiến. Hai đứa rất là thân thương với nhau. Thì những lời mẹ nói thì cũng như là đã thay lời cho con và gia đình. Thưa, xin kính chào các cha và tất cả quý vị có mặt ở đây. Chúng ta đang chịu đựng những cái giờ phút buồn tủi nhất, xót thương nhất. Thì Hương Lan đã nói nhiều về Đức Tiến rồi. Riêng tôi thì chỉ những lần mà hai cô cháu gặp nhau, thì cái nhận xét của tôi về Đức Tiến thì là em là một người rất là dễ thương, rất là khiêm nhượng, lễ phép. Vì em là người đã nổi tiếng từ bên Việt Nam là người mẫu, rồi đóng phim, rồi tất cả. Rồi qua đến bên này, tuy là cái khoảng thời gian chỉ được 10 năm và chúng tôi chỉ gặp nhau được độ khoảng trên dưới 10 lần thôi, riêng cá nhân tôi đó. Nhưng mà mỗi lần gặp em thì rất là lễ phép, thưa chú và rất là vui vẻ. Thì tôi rất là quý em. Đúng ra phải gọi em bằng con thì mới đúng. Nhưng mà chắc là ở trong giới thì em gọi Hương Lan mới đầu thì bằng cô, rồi thì bằng chị, rồi bằng cô. Nhưng mà gặp tôi thì tôi lớn tuổi hơn nhiều, thành ra Đức Tiến rất là lễ phép và tôi rất là yêu quý em. Và có một cái là khi đến nhà Đức Tiến thì những cây cối mà em trồng, em còn chỉ tôi, rồi cũng biết tôi là cái người thích trồng cây đó. Cho nên hai chú cháu cũng ngồi nói về cách trồng cây, trồng ghép. Và cái ngày đau buồn này tôi không thể tưởng tượng nổi nữa, bởi em quá trẻ. Có nhiều khi tôi còn thú thật là nhiều khi bảo là Chúa cất tôi về để thay cho em thì đúng hơn. Bởi vì 78 tuổi rồi thì cũng đủ rồi. Thế nhưng mà thấy em còn trẻ quá mà ra đi như vậy thì rất là buồn. Thôi tôi chỉ có mấy lời như vậy thôi. Rồi chúng ta cùng chịu đựng những cái giờ phút đau buồn này. Cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa trước khi mà rời cái micro này, Hương Lan cũng xin phép được thay mặt gia đình, bạn bè và cũng lên tiếng cùng với tất cả quý vị. Nhất là quý vị đang nói chuyện với nhau trên mạng và bàn tán về cái đám tang này. Tôi xin và tôi mong mỏi rằng mình hãy dừng lại những cái tai tiếng mà gọi về cho chúng tôi. Tại vì ở đây tất cả chúng tôi những cái sự việc mà lo là vì thương Đức Tiến. Một người em đồng nghiệp, một người cháu, một người con đồng nghiệp. Tất cả đến và lo lắng với cái tình thương, thì xin quý vị hãy dừng lại những cái lời nói mà tai tiếng không tốt về tất cả những người đang lo lắng cho Đức Tiến. Đó là cái điều cầu mong của tôi là một nghệ sĩ lớn tuổi ở đây. Cầu xin và cầu xin như vậy. Xin cảm ơn.